chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự hôm nay, thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình Thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn xúc tiến đầu tư tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thẩm định công nhận các xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu năm 2024. Thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Giáo dục ngoại khóa, nét đẹp làng cổ Đại Đồng dành cho học sinh. Một số địa phương thu hoạch rau màu được trồng sau bão lũ. Tiếp tục chương trình xúc tiến thương mại tại châu Âu. Tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đoàn công tác tỉnh Hưng Yên do đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các sở, ngành, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của tỉnh đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Tới dự có Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Đức và Hội doanh nghiệp người Việt tại Đức, Hội đồng hương Hưng Yên tại Đức. Hội thảo thu hút sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp Đức. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn gửi lời chào mừng, lời hỏi thăm ân cần của lãnh đạo tỉnh tới các kiều bào Hội đồng hương Hưng Yên và cộng đồng doanh nghiệp tại Đức. Thông tin khái quát về tình hình của tỉnh, nhấn mạnh mục tiêu yêu cầu chuyến đi lần này là mời gọi các nhà đầu tư châu Âu, đặc biệt là doanh nghiệp Đức về đầu tư tại Hưng Yên, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Hiện Hưng Yên đã quy hoạch 18 khu công nghiệp, 26 cụm công nghiệp với tổng diện tích 9.500 ha. Đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội tương đối hoàn thiện, nhất là hạ tầng giao thông thuận lợi gần cảng Hải Phòng, gần sân bay quốc tế Nội Bài, ngay cạnh thủ đô Hà Nội. Hưng Yên có tiềm năng và dư địa lớn để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, cho tới nay, Hưng Yên mới chỉ thu hút được các doanh nghiệp châu Á là chính, mới chỉ có ít doanh nghiệp châu Âu. Trong đó, có 6 doanh nghiệp Đức với tổng vốn đầu tư 16 triệu đô la Mỹ, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, xác định Cộng hòa Liên bang Đức là địa bàn mới và trọng điểm để thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí, chế tạo máy, và khẳng định tỉnh Hưng Yên luôn sẵn sàng đồng hành với các nhà đầu tư, rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh. Thay mặt cộng đồng người Việt và các doanh nghiệp Việt Nam tại Đức, ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Đức, Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin cho biết, hiện có khoảng 20.000 doanh nghiệp của người gốc Việt tại Đức, thành công nhất trong lĩnh vực nhà hàng, hoa tươi, xuất nhập khẩu và bất động sản. Trong số này cũng có nhiều doanh nghiệp đầu tư thành công về Việt Nam. Ông kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Người Việt tại Đức, nhất là những người con quê hương Hưng Yên, rất vui mừng trước sự phát triển của tỉnh, luôn theo dõi tình hình của tỉnh, chúc tỉnh tiếp tục phát triển và đã cam kết sẽ có dự định sớm về Hưng Yên để đầu tư trong những năm tới. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, đợt 1 năm 2024. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch hội đồng xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đợt 1 năm 2024 có 36 xã đề nghị xét duyệt, trong đó có 27 xã nông thôn mới nâng cao và 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sau thời gian thẩm định, có 8 xã được các sở ngành đánh giá đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, gồm xã Ngô Quyền, Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, Minh Hải, huyện Văn Lâm, Hồng Tiến, Dân Tiến, Đông Đinh, Đại Tập, Liên Khê, huyện Hoài Châu. Các xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu gồm Quang Hưng, huyện Phù Cử, Trung Dũng, Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, Lạc Hồng, huyện Văn Lâm. Các thành viên hội đồng đã thảo luận cho ý kiến để các địa phương hoàn chỉnh báo cáo. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam yêu cầu lãnh đạo và nhân dân các địa phương khẩn trương xây dựng cơ sở hạ tầng, sớm hoàn thiện các tiêu chí, phối hợp với văn phòng điều phối nông thôn mới trình Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, tiến tới xét công nhận các huyện có 100% các xã đạt tiêu chí để công nhận huyện nông thôn mới nâng cao. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu nhất trí trình Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã còn lại sớm hoàn thiện các tiêu chí để xét công nhận trong tháng 11 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, tại thông báo số 15, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 yêu cầu phát động cuộc thi đua 400 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, trong đó có các dự án trọng điểm của tỉnh, phấn đấu hoàn thành ít nhất 95% kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm.
Theo đó, có thêm 3 dự án khu cụm công nghiệp được đưa ra khỏi danh mục dự án trọng điểm. Việc giải phóng mặt bằng thi công giải ngân vốn của 2 dự án giao thông quan trọng là đường vành đai 4 và Tân Phúc Võng Phan có nhiều tiến triển. Các cụm công nghiệp trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của ban chỉ đạo, nhất là tiến độ giải phóng mặt bằng đất thổ cư, xây dựng các khu tái định cư, di chuyển bồ mả, di rời hạ tầng kỹ thuật, thu hồi đất của doanh nghiệp, đất tôn giáo vẫn còn chậm. Vì vậy, ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu quyết liệt triển khai những biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, trong đó cần khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, nhất là sớm có bảng giá đất điều chỉnh, đẩy nhanh tiến độ đấu giá 2 mỏ cát sông Hồng ở xã Tân Hưng và xã Mai Động, tăng cường tuyên truyền sự đồng thuận của nhân dân với các dự án. Phát động cuộc thi đua 400 ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công. Về các nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu thông xe kỹ thuật đường song hành, đường vành đai 4 và hoàn thành toàn bộ đường Tân Phúc Võng Phan trước ngày 30 tháng 9 năm 2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đối với đường kết nối di sản, phải tập trung nghiên cứu lại phương án thiết kế, giải pháp kỹ thuật hướng tuyến đảm bảo tính an toàn cao nhất khi nước sông Hồng lên mức báo động số 3. Sớm báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Đối với khu công nghiệp Thủ Hoàng, phải chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện thu hồi đất để phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 9 năm 2025. Đối với 7 cụm công nghiệp trọng điểm của tỉnh, ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư cần tập trung quyết liệt chỉ đạo hoàn thành giải phóng mặt bằng một số cụm ngay trong những tháng cuối năm 2024, hoàn thiện hồ sơ giao đất đối với các diện tích đã giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo hoàn thành trong vòng 12 tháng đối với các dự án đã được triển khai. Tiến hành khởi công cụm công nghiệp Yên Mỹ trong quý 4 năm nay. Đối với dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp, khu công nghiệp Yên Mỹ 2 cần khẩn trương triển khai các thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và phấn đấu hoàn thành thu hồi đất trước ngày 31 tháng 1 năm 2025. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, hôm nay ngày 30 tháng 10, Quốc hội tiếp tục dành cả ngày để nghe và thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu, luật phòng không nhân dân và dự thảo nghị quyết về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc. Thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu, các đại biểu nhấn mạnh mỗi loại quy hoạch có chức năng khác nhau, nhưng để tránh sự chồng chéo, trùng lặp, lần sửa đổi này phải phân định rõ ràng, tránh trùng lặp giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Cho rằng quy hoạch luôn phải đi trước một bước, đại biểu đã đưa ra nhiều đề xuất để quy hoạch có tính ổn định, lâu dài hơn. Ở cái nội dung là điều chỉnh quy hoạch thì tôi cũng đề nghị là nó phải có một cái tính là các địa phương đơn vị các thứ trên cơ sở nền tảng như thế thì cũng phải làm sao nó có tính ổn định. 10 đến 15 năm của quốc gia thì tầm nhìn là 30 đến năm 2045 là không phải điều chỉnh. Thì bây giờ đưa một cái vấn đề điều chỉnh vào đây mà trong 5-3 năm hoặc hàng năm thì rất dễ dẫn đến cái sai lầm của cán bộ. Phát biểu tại tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu một luật sửa 4 luật vừa phải tháo gỡ được các vướng mắc cấp bách trước mắt đặt ra trong thực tiễn, vừa phải đảm bảo đồng bộ khi điều chỉnh luật trong lĩnh vực quy hoạch đầu tư, đấu thầu để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam trong thời gian tới. Quốc hội kỳ này là nhấn nút thông qua thì phải cân nhắc kỹ lưỡng. Mà theo cái phương châm á, là sửa cái luật này là không cầu toàn, không nóng vội, doanh nghiệp thu hút đầu. Ban dân vận tỉnh ủy phối hợp với huyện ủy Kim Động ra mắt mô hình điểm dân vận khéo 1-10, đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở thôn trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động.
thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động xây dựng mô hình dân vận khéo 1+10, một đảng viên phụ trách 10 hộ gia đình tại 4 thôn là Lương Hội, Bằng Ngang, Động Xá, Đồng Lý với 250 đảng viên phụ trách 2.498 hộ gia đình. Thông qua việc triển khai mô hình nhằm đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của đảng, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên, đồng thời làm cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Qua đó góp phần phòng chống tai nạn xã hội, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng đô thị văn minh. Đối với đảng viên được phân công phải nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh đến cấp ủy chính quyền địa phương. Bản thân tôi tuyên truyền vận động đối với gia đình cũng như người thân và các hộ gia đình làm sao phải chấp hành tốt các đường lối chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, ví dụ như làm đường thì đối với các hộ mà vào các cái công trình thì chúng tôi cũng phải đến vận động để làm sao mà họ cũng nghe ra nhân dân mà có những cái kiến nghị thì chúng tôi cũng kịp thời để làm sao mà đề nghị với Ủy ban nhân dân kịp thời để giải trình. Tại hội nghị, đại diện đảng viên phụ trách và các hộ gia đình đã thông qua bản cam kết và ký bản cam kết thực hiện mô hình. Đây là mô hình điểm thứ tư được triển khai trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch số 151 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực rà soát, thu thập thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ để cập nhật dữ liệu lên hệ thống điện tử, tạo tiền đề thực hiện các bước tiếp theo tiến độ tỉnh giao. Hiện nay toàn tỉnh Hưng Yên có 28.880 liệt sĩ, trong đó có khoảng 18.200 liệt sĩ đã được quy tập an táng tại 124 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, còn khoảng 8.500 liệt sĩ chưa được tìm thấy phần mộ. Vì thế, tìm tên cho liệt sĩ là việc làm ý nghĩa để tri ân, xoa dịu nỗi đau của các thân nhân liệt sĩ. Đòi hỏi phải chạy đua với thời gian vì thân nhân các liệt sĩ hiện đều đã cao tuổi. Hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã rà soát hoàn thành phiếu thu nhận thông tin của thân nhân liệt sĩ được trên 8.600 trường hợp, đạt tỷ lệ 4%. Từ nguồn thông tin này, lực lượng công an tỉnh đã cập nhật lên cơ sở dữ liệu dân cư được trên 6.400 phiếu, đạt tỷ lệ 30%. Phấn đấu để đạt cái mục tiêu đề ra, đồng thời cũng phải đảm bảo chất lượng thu thập cái mẫu phiếu và các thông tin. Trên cơ sở đó thì mới triển khai tốt được các bước tiếp theo. Đề nghị các địa phương quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức các cái cuộc kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn để tập trung cao độ nguồn nhân lực và phát huy cái tinh thần trách nhiệm cao nhất để làm sao thu thập mẫu phiếu đầy đủ nhất theo cái hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ của Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng như Công an tỉnh. Và đồng thời ngay sau khi mà nhận được phiếu đã xét duyệt thì nhập vào máy để làm sao các cái thông tin nó được kịp thời nhất. Đối với những phiếu mà có những cái vấn đề phát sinh thì đề nghị các đồng chí này cũng phải tập hợp lại báo cáo sở để sở sẽ xử lý kịp thời. Hiện các ngành địa phương vẫn đang tích cực đôn đốc, rà soát và cập nhật dữ liệu, phấn đấu xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2024 để sớm có cơ sở tiến hành bước lấy mẫu gen tiếp theo. Nhằm tuyên truyền giáo dục cho học sinh về những giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống của đất và người Hưng Yên, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức chương trình giáo dục ngoại khóa với chủ đề Nét đẹp làng cổ Đại Đồng, đem đến những trải nghiệm bổ ích cho các em học sinh. Hơn 100 học sinh được tham quan trải nghiệm không gian văn hóa Bắc Bộ ở làng cổ Đại Đồng, hay còn gọi làng Nôm, thuộc xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Đây là ngôi làng vẫn còn giữ nguyên những nét cổ kính của làng quê Việt Nam với quần thể di tích lịch sử văn hóa độc đáo bao gồm cổng làng cổ, cầu Nôm, đình Tam Giang, chùa Nôm, những nhà thờ họ. Đây là những địa điểm du lịch của tỉnh Hưng Yên. Trải qua bao biến cố lịch sử và những trận lũ lụt, chùa Nôm vẫn lưu giữ được hàng trăm pho tượng cổ được làm bằng đất độc đáo hiếm có. Tại không gian làng Việt cổ, đông đảo các em học sinh tham gia những hoạt động thú vị như trải nghiệm gói và thưởng thức bánh tày tại nhà cổ. Đây là món ăn truyền thống của làng Nôm. Hoạt động này thì có thể giúp cho học sinh không chỉ là tiếp cận với những kiến thức khô khan trong sách vở mà còn được trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là ở quê hương Hưng Yên, mang đến sự thích thú về tinh thần và thể chất cho các bạn học sinh đối với như chúng em. Chương trình còn đem đến cho các em học sinh những trải nghiệm gắn liền với văn hóa làng quê, chơi các trò chơi dân gian vui nhộn như biệt bắt đập niêu, bắt chạch trong chuông kéo co. Đây là hoạt động bổ ích giúp
học sinh hiểu thêm về văn hóa, truyền thống của dân tộc. Thông qua tham gia chơi các trò chơi dân gian, các em học sinh được rèn luyện tính kiên trì, khéo léo, nhanh nhẹn và tinh thần đồng đội. Từ đó giúp các em thêm yêu quý và trân trọng những giá trị văn hóa, truyền thống. Cháu sẽ có thật nhiều những cái chuyến đi bổ ích như thế này để học tập được những cái bài học rất là quý giá, giá trị về những cái nét đẹp văn hóa cũng như là đặc sản của quê hương mình. Và cháu cũng rất là mong là những cái nét đẹp văn hóa, những cái truyền thống của quê hương mình sẽ được lan tỏa đến mọi người trên mọi miền Tổ quốc. Những hoạt động ngoại khóa không những góp phần nâng cao tình yêu quê hương đất nước mà còn cung cấp trải nghiệm đa dạng cho học sinh, giúp các em phát triển toàn diện. Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên tiếp tục tổ chức các tour du lịch văn hóa, du lịch nông thôn tại các di tích làng nghề và điểm tham quan nổi tiếng dành cho lứa tuổi học sinh. Thực hiện quy hoạch điện 8 và xây dựng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay Hưng Yên đã xây dựng và đưa vào vận hành 20 trạm biến áp 110 kV. Theo kế hoạch, đến tháng 12 năm nay, trạm thứ 21 sẽ đưa vào hoạt động nhằm đảm bảo phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tỉnh Hưng Yên. Theo đó, trạm biến áp 110 kV Khoái Châu 2 là trạm biến áp thứ 21 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trạm hoàn thành sẽ góp phần nâng tổng công suất các trạm biến áp 110 kV lên 2.348 MVA. Đây cũng là một trên 6 trạm biến áp có cùng cấp điện áp được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc triển khai xây dựng tại Hưng Yên từ năm 2022. Trong đó, trong năm 2023 có 4 trạm hoàn thành đưa vào vận hành, gồm trạm 110 kV Nhân Hòa, trạm 110 kV Ngọc Long, trạm 110 kV Hưng Yên 2 và trạm 110 kV Kim Động 2. Hai trạm 110 kV còn lại là Lý Thường Kiệt 2 và trạm Khoái Châu 2 đều được hoàn thành trong năm nay. Được biết, trạm 110 kV Khoái Châu 2 có quy mô thiết kế 2 máy biến áp 63 MVA. Trong giai đoạn 1 sẽ vận hành 1 máy, tổng mức đầu tư xây dựng là trên 125 tỷ đồng. Trạm sẽ cấp điện cho huyện Khoái Châu và hỗ trợ các khu vực lân cận hai huyện Văn Giang và huyện Kim Động. Kịp thời trồng lại diện tích rau màu bị thiệt hại sau mưa lũ, nên hiện tại nông dân trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã thu hoạch, đem lại thu nhập ổn định trở lại cho bà con. Nhờ trồng ngay gần 2 mẫu cây rau màu ngắn ngày như rau cải các loại, dưa chuột, cải bắp kết hợp với đẩy mạnh chăm sóc, nên thời điểm hiện tại gia đình bà Tuyết đã được thu hoạch, cung cấp các loại rau cho thị trường. Sau bão mưa gió sâu bệnh nó trôi hết thì gì không có phải phụt, bệnh cũng không có đâu. Bây giờ thu hoặc rau thủ cung cấp cho thị trường thì gia đình cũng có thu nhập rồi thì cũng ổn định hơn. Huyện Yên Mỹ có trên 500 hecta rau màu bị thiệt hại do mưa lũ. Thực hiện phương châm nước rút đến đâu tập trung vào làm đất, trồng lại rau màu ngay đến đó. Nhờ vậy, chỉ sau thời gian ngắn, hầu hết các diện tích đã cho thu hoạch và hiện đang là thời điểm thu hoạch rộ. Một số diện tích trồng sớm đã cho thu hoạch xong, bà con đang làm đất để trồng tiếp vụ sau, tập trung nhiều ở các xã Yên Phú, Hoàn Long, Yên Hòa, Việt Cường. Theo bà con, sau mưa, đất tơi xốp, hạn chế được dịch bệnh nên chi phí sản xuất thấp hơn các vụ trước. Rau cho thu hoạch nhiều và đa dạng, giá bán cũng ổn định trở lại, trung bình từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng một kg tùy từng loại. Trừ chi phí cho thu từ 3 triệu đến 4 triệu đồng một sào trên vụ. Riêng diện tích trồng cây leo giàn như mướp đắng, dưa chuột, cà chua và cây rau giống cho thu nhập cao hơn, trung bình từ 4 triệu đến 6 triệu đồng một sào trên vụ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.